Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. OMG các bạn ơi. Ngay hôm nay anh cái tay mình sẽ có cho các bạn một tập về chủ đề Art Toy, đồ chơi nghệ thuật siêu phải gọi là đặc biệt. Hào hứng quá. Bắt đầu từ đâu bây giờ? Giới thiệu từ cái tên đi ha. Vâng thưa các bạn, đây chính là series đầu tiên. Đó là series 1 của dòng Mega Space Molly 100%. Một sự kết hợp thăng hoa giữa Pop Mart và Kenny's Work để cho ra đời một cái concept của em Molly ở dưới dạng Molly phi hành gia mà mình nghĩ là những bạn nào yêu thích art toy khó mà có thể cưỡng lại được nha. Trời ơi, mình thật là hào hứng các bạn ạ. Ok, trước khi nói tiếp, đây ha, mình có nguyên một cái hộp rất là nguyên vẹn luôn, mới cấu cạnh từ cái bao ni lông rất là sát ở bên ngoài nữa nè. Alright, bây giờ mình sẽ cắt cái bao này ra. Phê. Xem nào. Oh boy. Như các bạn đang thấy ở bên trong cái series này nó chỉ có 9 pack thôi, không phải là 12 pack như là những cái series bình thường của Pop Mart. Tuy nhiên, 9 em này không có em nào không là cực phẩm hết các bạn ạ. Và có lẽ là lần này mình sẽ xin phép được giữ nguyên cái hộp này ha, mình không có xé ra. Đây, mình sẽ lấy 9 hộp lẻ này ra, mình để ở đây luôn các bạn. Ok, đấy, mình giữ nguyên vẹn cái hộp này lại. Tuyển thêm luôn bé kệ huyền thoại thứ hai đứng ở đây. Ok, trước khi bắt đầu thì mình muốn shout out và gửi đến một lời cảm ơn cực kỳ lớn đến chính hãng Pop Mart vì đã gửi tặng cho mình bộ Mega Space Molly 100% này. Những bạn nào mà từ trước tới giờ có quan tâm tới những sản phẩm của Pop Mart mà có biết về cái series này á thì có lẽ là các bạn cũng biết là ngay tại thời điểm hiện tại để có được một cái hộp nguyên như thế này, full 9 hộp ha, nó hơi bị khó nha các bạn, bởi vì cơ bản là nó cháy hàng khắp mọi nền tảng. Thì chuyện là mới đầu là mình tính mua các bạn ạ, mình tính order cơ, nhưng mà mình kiếm trên trang Global của Pop Mart cũng sold out, trên Lazada của Pop Mart cũng sold out. Không biết là bây giờ họ đã restock hàng lại chưa, nhưng mà ra cái thời điểm mình order nó hoàn toàn nó sold out. Thì mình liên lạc trực tiếp với Pop Mart kiểu là hey, các bạn không biết là còn cái bộ nào ở trong kho không? Có thể bằng cách nào đó bán cho mình một bộ được không? Yeah các bạn, mình tới tận lò mình hỏi mua luôn. Và kết quả là wow, được Pop Mart tặng luôn các bạn ạ. Yeah, cũng hơi có một chút ngại nhưng mà thích quá, giờ sao giờ? Thank you Pop Mart so much. Ok, và bây giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với pack đầu tiên luôn đi. Rồi sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn về cái dòng này. Đây, trong một hộp nguyên thì chúng ta sẽ có 9 hộp nhỏ như vậy. Ở mặt trước chúng ta có thiết kế 100% Mega Molly. Tông chủ đạo là một cái màu xám metallic bạc. Có cái tên Space Molly được highlight bằng màu cam neon. Series đầu tiên luôn nha các bạn ơi. Ở bên hông chúng ta có các thông tin khác. Rồi tem chính hãng lấp la lấp lánh dòng Mega Pop Mart. Ở đằng sau chúng ta có một cái list danh sách của 9 em 100% Mega Space Molly, kèm thêm một em thứ 10, em Secret, với tỷ lệ có thể mở ra được là 1/108. Có nghĩa là cứ 108 pack lẻ như thế này được Pop Mart sản xuất ra thì sẽ chèn vào một pack có một em Secret ấy. Hiếm lắm nha các bạn, không phải dễ đâu. Mặt bên hông còn lại chúng ta có logo của cái dòng Mega, rồi Pop Mart. Đây là logo của Kenny's Work, cha đẻ của nhân vật Molly. Số những cái thông tin này mặt bên dưới nè, này là mặt bên trên. Ít ngược rồi, có cái text 100% được dập nổi lên. Thì trong cái danh sách này thực sự thì mình chỉ cũng nhắm được có một vài em thôi các bạn ơi. Và đó chính là em Watermelon, em Jelly, em Christmas, rồi em ở bên dưới này, em này. Và em Secret này thôi. Còn lại là mình cũng không thích lắm nha. Ok, tiến hành thôi. Pack đầu tiên, xem coi là chúng ta sẽ mở hàng với phiên bản nào nè. Một cảm giác quá đã, từ. Để coi chừng thấy cái thẻ của em đó. Alright, vẫn là một cái bịch quen thuộc. Pop Mart, make something fun. Cả hai bên, chúng ta xé ra nha. You ready? 3, 2, 1. Merry Christmas. Chúng ta có cái phụ kiện của cái súng, nó đi kèm theo một cái bao riêng nè. Ở bên hông em này nó cũng có một cái từ các bạn, có một cái lớp ni lông nha để nó bảo vệ cái pack này. Mình sẽ cẩn thận gỡ cái này ra. Bên đây cũng vậy, lắp cái phụ kiện cái súng này vào tay. Và như vậy thì em Molly phiên bản Christmas đã khai trương cho series này ở trên kênh Toy Station. Oh wow, đây là cái thẻ của em nó nè, một cái background phụ metallic các thứ luôn chứ, quá đẹp. Ôi, ở đằng sau nữa nè, nhìn nó cứ gọi là premium kiểu gì ấy nha. Mình sẽ tạm để đây. Còn bây giờ cho các bạn xem 360 độ của em này. Molly là một tiểu nhân vật art toy được tạo ra bởi nghệ sĩ Kenny Wong. Anh đã sáng lập ra studio Kenny's Work và có base ở Hồng Kông ha. Ở trên kênh Toy Station thì nếu như các bạn còn nhớ, mình cũng đã review một số những video về dòng Molly này rồi.
Ở mỗi series khác nhau thì những em Molly nó sẽ có một cái concept khác nhau, nhưng mà nó sẽ có chung chung một cái format của cái biểu cảm gương mặt. Một đôi mắt mở to tròn, cái con người siêu bự, thường thì sẽ có màu xanh nước biển hoặc là xanh lam, đôi khi là những màu khác nữa. Và điểm nhấn đặc trưng nhất của những em Molly này đó chính là quả bậm môi kinh điển, kiểu là có một cái vẻ gì đó rất là nũng nịu, làm duyên làm dáng, hoặc là có thể là làm mình làm mẩy luôn. Đây là hai em từ series Molly Tây Du Ký. Các bạn có thể thấy quả bậm môi luôn luôn thường trực nè. Đấy. Theo mình tìm hiểu được thì nghệ sĩ Kenny Wong cũng đã một lần chia sẻ về cái ý tưởng gốc của em Molly này. Đó là do một cái lần anh tham gia vào một cái sự kiện từ thiện vẽ tranh chân dung cho trẻ em, thì anh nhận thấy rằng có một cái reaction từ cái bọn trẻ, đó là chúng đều biểu môi, có vẻ như là đang chê những cái tác phẩm mà anh đang vẽ ra cho chúng vậy đó. Anh cũng chia sẻ thêm là nhân vật Molly là một cô bé rất bướng bỉnh và tinh nghịch, sẽ sẵn sàng biểu môi khinh thường bạn nếu như mà bạn làm những cái điều gì đó ngu ngốc trước mặt của em. Bên cạnh đó thì Molly sẽ luôn luôn mạnh mẽ và ở bên đó để nhắc các bạn hãy cố gắng lên và đừng có sợ hãi gì ha. Qua một thời gian hợp tác và phát triển giữa nghệ sĩ Kenny Wong và Pop Mart cho dòng Molly này, thì đến giữa cuối năm 2021, dòng Mega Space Molly chính thức được ra đời, với cái concept đó là em Molly ở trong một cái bộ đồ phi hành gia, sẵn sàng đi du hành tới những cái hành tinh song song, vượt thời gian và không gian. Đấy, và cái dòng Mega này thì Pop Mart sản xuất ở dưới dạng là những cái mô hình 400% và 1000%, kiểu là nó rất là to luôn các bạn. Cái còn 400% thì nó khoảng nhiêu đây nè, 1000% thì kiểu siêu to luôn, nó đại khái nó giống như là Bear Brick ấy. Ồ nhá, và biết đâu được đây là một cái dòng mà gọi là Pop Mart sẽ cạnh tranh trực tiếp với lại Bear Brick thì sao. Sẵn mình để cạnh một em Bear Brick 100% kế bên em Molly cho các bạn so sánh. Đấy. Ý là so sánh về kích thước tương quan thôi nha các bạn, chứ không phải là về concept này nọ ha. Và từ đó tới nay thì những cái mẫu lẻ của 400%, 1000% đã được cho ra mắt cũng phải mấy chục mẫu rồi. Và đến năm 2022, có nghĩa là cũng mới gần đây thôi, Pop Mart đã cho ra một cái phiên bản Mega Space Molly 100% size nhỏ như thế này. Đấy, nó là cái collection của tất cả những em 400 và 1000% đã được release ra ha. Không phải là tổng cộng mà là chỉ là 9 em được chọn lọc cộng với một em secret. Đó là lý do vì sao mà ở đây là sẽ là series 1 của dòng 100%. Thì đây các bạn ơi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái format của em Space Molly. Em nó sẽ có một cái bộ đồ phi hành gia. Bây giờ mình bắt đầu từ trên đầu đi ha. Nguyên một cái quả nón phi hành gia. Được chưa? Ở đằng sau sẽ có logo Space Molly và cái quả kính đằng trước nè. Đây, có thể đậy xuống tường tán được nha. Hơi bị xịn luôn. Và có thể nói đây là một cái feature mà mình cực kỳ ưng cái bụng với dòng này luôn nha các bạn. Nhưng mà ở cái phiên bản Christmas này có thể là các bạn cũng chưa có thấy rõ cái điều mình muốn nói. Chút nữa mình mở ra những cái phiên bản khác mình sẽ giải thích kỹ hơn ha. Nhưng mà ở đây chúng ta có một cái mặt nạ kính trong suốt nè. Khi mà đóng xuống thì các bạn sẽ thấy là những cái hoa văn bông tuyết, rồi một cái tí kiểu frosting, kính có cái hiệu ứng mờ mờ tuyết ở đây nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Phần đầu của em nó có thể xoay được 360 độ nha. Đây. Đấy. Cái này nó là một cái tính năng của em nó, cho nên là các bạn cứ xoay thoải mái, không có cần sợ. Ở phần trước của cái nón có in chi tiết cây thông. Zoom kỹ một tí vào cái phần gương mặt và để ý kỹ cái phần khóe mắt nè. Oh boy, mình hơi bất ngờ luôn nha các bạn ơi. Bởi vì có vẻ như là cái cầu mắt của em này nó là một cái pạt riêng nha. Được không? Đây, các bạn sẽ thấy. Đó, kiểu là cái pạt của cái phần gương mặt của em này nó sẽ trống hai cái phần hốc mắt, sau đó cái pạt cầu mắt nó được gắn vào sau. Đây, các bạn xem ở những cái phiên bản bình thường của những em Molly nè, cái phần mắt thì chỉ là cái phần paint job được hoàn thiện một cách chuẩn chỉnh 100%. Còn đây các bạn thấy rõ ràng là cái phần mắt đó là cái phần pạt riêng nha. Ok, ngoài ra thì cái phần nón cũng vậy, các bạn có thể thấy nó là một cái pạt riêng biệt so với cái phần mặt. Được chưa? Một cái đường chỉ chút xíu ở cái phần ron ngay chỗ cái cổ áo của cái bộ đồ. Xuống ở bên dưới phần thân của cái space suit, bên ngực phải của em sẽ có một cái logo của Space, còn bên này có logo của Kenny's Work, thương hiệu của nghệ sĩ Kenny Wong đó các bạn. Có những cái chi tiết viền ở trên áo ha. Ở đây có hai nút A and B, hai cái nút này nó sẽ kích hoạt hai cái bình khí gas ở đằng sau nè. Chữ ở đây nó hơi nhỏ nhưng mà cái bình A này nè các bạn, nó sẽ chứa angry gas, có nghĩa là khí giận dữ. Còn cái bình B này nó chứa bad gas. Theo hướng dẫn thì em Molly sẽ bấm kích hoạt hai cái bình này khi mà trong trường hợp khẩn cấp. Ok, mình không biết là trường hợp khẩn cấp gì để mà bật chế độ angry và chế độ gọi là xấu tính lên. Đấy, thì hai cái bình này nó giống như là hai cái backpack của em, và nó được nối theo một cái đường ống nè, màu xanh lá cây trong suốt, dẫn vào ở trong bộ suit. Xuống dưới phần chân thì chúng ta cũng có một cái đường ron ngay chỗ cái phần cổ chân và cái phần bàn chân là đôi giày nè các bạn. Đây, theo đúng kỹ thuật thì chúng ta có thể xoay được 360 độ luôn nha. Ok, nhưng mà hai cái chân nó vướng nhau rồi thì chúng ta có thể cho em nó đứng hình chữ V, hoặc là hai chân thẳng đằng trước cũng được, như thế này hoặc là như thế này. Mình nghĩ là chữ V thì em nó sẽ đứng vững hơn chút xíu. Đây là chi tiết cánh tay, cánh tay thì em nó có thể giơ lên vậy, hoặc là
đưa hẳn đằng sau, nhưng mà tới đây thì nó bị vướng rồi các bạn. Chứ không thôi là nó cũng xoay được 360 độ luôn. Tương tự thì phần cánh tay phải cũng giống như vậy, nhưng mà ở cái bàn tay nó sẽ có một cái tư thế giống như là đang cầm cái súng. Và chính xác thì nó đang cầm cái súng đấy. Trên cái chi tiết cây súng này thì có chữ Molly, bên đây cũng vậy luôn. Cái chi tiết cây súng này thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà bởi vì nó mang cái tính chất iconic của cái dòng này luôn. Đâm ra các bạn thấy nó có một cái finish cũng cực kỳ là kỹ nha. Gắn vào một cái là vừa vặn ở cái tay bên này, cái ngón tay trỏ đang kê vào cái trigger. Khi mà chân em này thì các bạn có thể để cho em nó xuôi tay như vậy cũng được, hoặc là một tay giơ súng lên rồi kéo cái mặt nạ xuống cũng được, tùy ý. À, thêm một chi tiết cuối cùng nữa có thể các bạn cũng thắc mắc, thì ở bên trong cái bình này á, nó là những cái cục bông nhỏ nhỏ đó các bạn ơi. Okay, nhiều khi mình lắc cái nó thay đổi cái vị trí á. Đấy, bên này cũng vậy nha. Những em này thì có vẻ như là nó rộng ở bên trong nha các bạn. Đấy. Bởi vì với một cái kích thước như vậy thì mình cầm vào nó cũng tương đối là nhẹ. Cái phần đầu của em nó coi vậy mà nhiều khi nó nặng hơn cả phần thân nha. Tóm lại, về cái cảm nhận ban đầu, chất lượng, hoàn thiện nước sơn, oh my gosh, một chữ thôi các bạn à, phê. Wow. Tiếp tục đến bát thứ hai. Ok, từ nãy giờ thì mình mở một pack mà cũng khá là dài, nhưng mà nào đã biết rồi, coi hơi sốt ruột thì cũng thông cảm nha. Bởi vì mình biết là chắc chắn có rất là nhiều bạn chưa biết về Actoy nói chung cũng như là dòng Molly các thứ. Cho nên giải thích kỹ một xíu, đỡ hơn là các bạn không biết mình đang làm gì. Right, tạm để cái này ở đây. Chưa coi cái thẻ. Và chúng ta sẽ có một cái phiên bản. Phiên bản dưa hấu các bạn ơi. Dưa hấu. Giới thiệu với các bạn, bé Molly vừa mới trở về từ Watermelon Planet, từ hành tinh dưa hấu ha. Đấy, thẻ của em nó đây. Và đây là 360 độ. Em này có một cái tông chủ đạo của dưa hấu, hiển nhiên rồi các bạn. Cái phần xuống ở bên dưới, cái màu xanh lá cây matte. Để ý kỹ các bạn sẽ thấy có những cái đường sọc đen đen nè. Đấy, nó là những cái đường vân của dưa hấu á. Tuy nhiên có những cái chi tiết ở cái phần cùi chỏ thì nó sẽ hơi metallic. Phần bao tay màu đỏ nè. Phần nón đằng sau cũng màu đỏ. Ý, và có một cái kiểu giống như là những cái hạt dưa hấu làm thành cái mặt cười. Ok. Wow, ở cái phiên bản này chúng ta thấy là cái đôi mắt của em nó có một cái độ bóng nhìn rất là đẹp nha. Con người màu đỏ dưa hấu luôn. Wow. Ủa, nó có bóng hơn là cái phiên bản Christmas không ta? Hình như nó cũng là như vậy đó các bạn, nhưng mà do cái màu đỏ mình thấy cái highlight nó rõ hơn ha. Em nó đội một cái nón vải lót sát đầu và màu đen có cái stripe trắng ở giữa. Ở em Christmas cũng có ha, nhưng mà là màu trắng, bởi vì tóc em nó là màu trắng. Chi tiết ngay cái chỗ cái phần ring ngay cổ ở cái bộ suit rất là chỉnh chu, hoàn hảo luôn. Đây, sẵn cho các bạn xem cái chi tiết backpack, hai cái bình gas. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Màu metallic nha. Ở đây có hai cái cap màu đỏ dưa hấu trong suốt. Vô tình thì cái phần dây ống dẫn này nó cũng màu xanh lá cây trong suốt luôn, giống với lại em Christmas. Chi tiết xuống dưới phần chân. Wow, không hiểu sao mà mình rất là thích những cái chi tiết ron ở ngay cái cổ áo rồi cái cổ chân này nè. Trông nó rất là hoàn hảo luôn các bạn ạ. Phần giày bên dưới em nó là màu đỏ ha, để giày màu đen có logo của Popmart. Bên đây là Kenny's Work. Đây là chi tiết phần súng của em nó, súng dưa hấu. Phần mặt nạ kính của em nó thì là một cái màu clear trong suốt luôn. Các bạn chân theo kiểu đóng lại hoặc là mở lên thì cũng không thay đổi nhiều. Tiếp luôn với pack thứ ba. Không biết các bạn sao chứ cái độ hào hứng của mình nó bắt đầu nhân 2 nhân 3 lên rồi đó các bạn ơi. Ok, let's go. Bé Space Molly thứ ba sẽ là beautiful. Trời ơi, đẹp quá. Oh my god. Chúng ta đã mở ra được phiên bản của Space Molly, Kate Herring. Đây là cái thẻ của em đó. Sao? Whoop. Yep. Thưa các bạn, đây chính là cái chức năng của cái nón mà mình đã nói tới. Ok nhá. Giờ nó lên nè. Hello. Cái thiết kế này phải gọi là nó đúng gu của mình 100% luôn. Kiểu là những cái khối màu pastel rất là mềm mắt và rất là nhiều màu. Yeah. Mình không biết mình diễn tả mềm mắt nó là cái gì, nhưng mà cảm giác nhìn vô rất là đã các bạn. Đây là một thiết kế của dòng Space Molly kết hợp với phong cách của nghệ sĩ Kate Herring. Ông là một nghệ sĩ người Mỹ, sinh năm 1958 và mất vào năm 1990. Ông được biết đến với những tác phẩm mang phong cách pop art với những màu sắc tương phản nổi bật, rồi hình người vừa đơn giản vừa uốn éo.
Emily của chúng ta vừa trở về từ cái thế giới đó đó các bạn, thế giới của graffiti, nghệ thuật đường phố. Ok, mình muốn chỉ ra luôn cái chức năng của cái nón này mà mình nói là mình đã rất ưng cái bụng. Đó là ngoài cái việc thiết kế để cho đẹp thì đây chính là một cái giải pháp cực kỳ thông minh cho cái việc thể hiện một lúc hai phong cách trong một em Space Molly. Chắc chắn là đối với cái những dòng sưu tập art thôi 400-1000% thì cái kiểu quy luật bất thành văn đó là em nó sẽ giữ chung một cái format, chỉ khác về bộ skin ở bên ngoài, có thể là customize một tí về một số những cái chi tiết chất liệu trong suốt hoặc là matte hoặc là bóng bẩy gì đó, nhưng mà quan trọng là phải giữ nguyên cái format ha. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn trưng bày theo phong cách của Keith Haring và vẫn giữ biểu cảm của em Molly thì chúng ta dỡ nón lên. Còn nếu như các bạn muốn em nó thể hiện cái phong cách của Keith Haring nhiều hơn, mình kéo nón xuống, có một cái chi tiết mặt người ba mắt đang cười đấy, thì mình có thể chân như vậy. Đây ví dụ mình để ở đây, thì các bạn có thể tưởng tượng nha, nếu như Space Molly kết hợp với lại Batman đi chẳng hạn, nếu thôi nha, thì khi mà kéo mặt nạ xuống là mặt của Batman, hoặc chỉ đơn thuần là cái mặt nạ dơi rồi cái phần miệng trong suốt đấy, kéo lên mặt Molly, vừa thể hiện được cái sự kết hợp của hai thương hiệu mà lại không làm méo mó cái mặt của em Molly đấy. Các bạn hiểu không, quá là ưng ý luôn. Ok, bây giờ quay trở lại với cái thiết kế này cho các bạn xem. Wow, chúng ta có rất là nhiều những cái mảng màu khác nhau luôn. Ok, xanh, đỏ, đúng nghĩa luôn là xanh, đỏ, tím, vàng. Rồi cộng thêm những cái biểu tượng icon của nghệ sĩ Keith Haring. Ở đây có con chó đang sủa nữa các bạn. Rồi đằng sau cái backpack này, này ha, hình người nè, đơn giản thôi nhưng mà rất là uốn éo. Ở đằng sau đầu có cái ông này đang bò nữa chứ. Lần này thì cái dây ống dẫn nó không có màu trong suốt, mà có màu đục của trắng và xám. Soi kỹ vào cái phần mắt con người của em Molly thì chúng ta cũng có cái hình của cái ông uốn éo đứng ở trong luôn. Ông này uốn éo ngược chổng ngược, ông này uốn éo xuôi. Nhìn xa xa nó tạo nên cái hình phản chiếu trong mắt của em này khá là hay. Cây súng cũng đồng nhất, nhiều màu. Và mình mới phát hiện ra một cái chi tiết các bạn ạ. Đó là cái phần bàn tay của em Molly nè, có thể xoay được 360 độ. Oh gosh, cái này hơi bị hay nha, bởi vì chúng ta sẽ có một vài những cái tư thế chân khác nữa. Đó, kiểu giơ súng xong giơ kiểu gì, thấy ghét không? Hoặc là đưa xuống đằng trước. Dâu, bạn giơ tay lên, đứng im nha. Tôi bắn bạn được thương bây giờ đó. Ý quên, bị thương á. Ý là bị tôi thương á. Ý, giỡn thôi. Cái này thì mình sẽ chân ở dạng là đóng mặt nạ xuống. Tiếp theo với part thứ tư. Oh my gosh, trong suốt luôn, beautiful luôn. Ok, và lần này thì em Molly của chúng ta đã hạ cánh xuống hành tinh Jelly, hành tinh thạch đó các bạn. Hãy, và để cho phù hợp với hành tinh Jelly thì em Molly của chúng ta cũng đã sắm cho mình một cái bộ spacesuit thạch luôn, trong suốt hoàn toàn. Ok, fun fact thì đây chính là thiết kế trong suốt đầu tiên của dòng Mega Space Molly được cho ra mắt từ đó đến giờ. Tất nhiên là ở dưới dạng 400 và 1000%, còn đây là phiên bản thu nhỏ lại 100%. Alright, quá là đẹp luôn, mình không biết nói gì hơn nữa các bạn ạ. Hầu như là 80% tất cả các chi tiết nó đều là trong suốt. Tuy nhiên không vì vậy mà có một chút gì đó sơ sài ở những cái tiểu tiết nha. Đây, những cái đường line các bạn có thể thấy nè. Trời ơi, cũng như là nó được sơn sắc cạnh cực kỳ luôn, không có một chút gì gọi là lem luốc. Quá là thích cái màu đen này các bạn. Hả? Cái màu trắng ở cái ống dẫn này và ở đằng sau cái nón, màu ngà và có một cái lớp ống ánh kiểu ngọc trai. Em nói vẫn có một cái bao tay màu xanh đục, trông hơi giống như là cái bao tay cao su kiểu để dọn vệ sinh ha. Thôi đây, còn đây cái súng các bạn ơi. Đấy, và nhờ có cái thiết kế trong suốt này cho nên chúng ta thấy được cái chi tiết ở bên trong, cách mà những cái khớp nó nối với nhau. Hai, các bạn đã thấy nghĩa ở bên trong em này nè ha. Và yes, bên trong thân của em nó là nó rỗng nha. Quay. Nhìn kỹ cái con mắt của em này của các bạn. Oh my gosh, hình như nó trong suốt luôn hả? À nè, mình nhìn cái góc này mình mới thấy nè, mình tưởng là nó là cái màu sơn bóng bẩy thôi chứ. Wow, hold on, để khám mắt cho em nó đã. Ok. Rồi, như vậy các bạn ơi, như vậy thì trong cái phần đầu của em nó cũng sẽ hơi rỗng ha. Ý mình là nó đặt ở cái phần mặt nè, mình sẽ dùng chế độ laser, mình chiếu laser vô. Ok, thấy cái tia laser nó ở bên trong nó phản chiếu lại rồi các bạn. Ok, cái stripe ở trên này luôn chứ. Nè các bạn, quá đẹp luôn, trong suốt luôn nha. Cái bóng bẩy của cái màu đen này rất là thích luôn. Đây, soi bên trong em nó nè, các bạn thấy kỹ hơn. Đáng tiếc chút xíu là ở bên trong cái bình gas này nó không có những cái charm hay cái gì đó ha các bạn ha. Nó sẽ thú vị hơn khá là nhiều. À, mình mới biết được cái tên chính thức của hai cái bình đằng sau này nè. Nó gọi là Energy Tank, bình năng lượng các bạn ạ. Năng lượng giận dữ và năng lượng xấu tính. Bình thường thì em nó rất là dễ thương các thứ ha. Nếu mà cần thì sẽ bật mốt giận dữ và xấu tính lên. Quá là thích, quá là thỏa mãn với cái phiên bản trong suốt. Alright, tập tiếp với part tiếp theo. And phiên bản. Oh my gosh, có thể nào xấu bớt đi chút xíu được không vậy?
Mẹ ơi, em này nó đi theo ba cái phụ kiện luôn, kể cả cái súng. Ok. Oh my gosh, các bạn ơi, mình không ngờ là em này nó đẹp tới mức như vậy. Đây là một phiên bản kết hợp giữa Space Molly và Instinct Toy, một công ty cũng chuyên về sản xuất Arc Toy, với những cái concept cũng rất là bản gốc original, một công ty đến từ Nhật nha. Đây, và cái phiên bản này nó có tên là Instinct Toy luôn. Mới đầu nhìn trên hình thì mình tưởng là em nó sẽ có một cái thân với một cái màu holographic, nhưng hóa ra là yes, cũng là holographic và trong suốt luôn các bạn. Ok, trong suốt luôn nha. Rồi, đèn lên nè. Cho các bạn xem 360 độ. Em này trời ơi, nhìn nó đúng lung linh luôn các bạn ơi. Ở trên cái súng này là có cả ba cái tông màu chính của em này luôn. Một cái màu trắng có phủ một cái lớp coat holographic. Rồi một cái màu đen cũng vậy, kiểu hiệu ứng holographic, cái dầu loang á. Rồi màu bạc, metallic. Beautiful. Phần mặt nạ kính của em nó tuy là trong suốt nhưng mà cũng có một cái lớp tráng như vậy. Rồi cái phần nón vải lót ở bên trong, mỗi một cái màu, quá là đẹp. Emily này có một cái đôi mắt hồng và tóc màu cam nhẹ. Chi tiết cái phần thân ở bên dưới của em nó thì là hoàn toàn bóng bẩy, với ba cái tông màu cộng thêm cái chất liệu trong suốt mình vừa nói ở trên. Quá là đẹp luôn, trời ơi, nhìn nó đúng ảo luôn các bạn ơi. Cái khu vực cái phần chân nè, ok. Đế giày cũng metallic luôn nè. Oh my gosh. Hai cái bình energy ở đằng sau. Đã vậy nha, em này nó còn có một cái chi tiết ăn tiền nữa. Hello. Ở đằng sau đầu em này nó có một cái phần nam châm các bạn ơi. Chúng ta có thể gắn cái phụ kiện. Đây, nhìn cái mặt của em, một em quái vật. Em này là nhân vật mascot của thương hiệu Instinct Toy luôn, đến từ một cái hành tinh xa xôi, và em nó có tên là Liquid, hay kiểu như là một cái Splat Slime hay gì đó. Chưa hết, chúng ta còn có hai phiên bản màu của em này nữa. Yellow. Tùy các bạn có thể lựa chọn để mà chân. Màu trắng này thì nó sẽ tiệp với lại cái phần nón luôn. Còn màu đen thì nó sẽ nổi bật lên. Mình thì mình thích chân cái màu đen này. Một cái điểm khá hay nữa là khi các bạn kéo cái nón này xuống, nó cũng hoàn toàn vừa, nó bao phủ luôn em ở đằng sau. Wow, thật sự là cái phiên bản này mình cảm giác nó như là một cái phiên bản limited edition, bởi vì nó thật sự là nó đặc biệt và nó quá đẹp đi. Nhưng mà hên quá. Đấy, chúng ta có thể mở nó được ở trong một box guarantee luôn. Tiếp luôn nè, với pack thứ 6 nha. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ có một cái súng màu đen. Ui, có chi tiết trong suốt rồi kim tuyến nữa nè. Toffee đúng không? Toffee. Oh my gosh. Space Molly phiên bản kẹo Toffee. Vâng, trong chuyến hành trình lần này thì em Space Molly của chúng ta đã phải rất là khó khăn để mà có thể cắt qua được cái lớp kẹo cứng của hành tinh Toffee. Ok. Cho những bạn nào có thể là không biết thì cái kẹo Toffee nó là một cái loại kẹo cứng được làm từ đường và caramel đó. Đôi khi nếu mà mình add thêm một tí cà phê cũng được. Trong list của toàn bộ chính em lần này thì em Toffee này có một cái màu nhìn vào là tối nhất. Tuy nhiên cũng có thể gọi em nó là một cái phiên bản sang nhất nha các bạn. Trời ơi, nhìn thấy là kiểu sang chảnh liền. Ôi. Sorry, Toffee. Ok. Bộ suit này nó có một cái tông màu chủ đạo là màu nâu của hạt cà phê, highlight một tí ở những cái chi tiết metallic màu vàng rose hả? Hay là hồng đồng các bạn. Thực sự là mình cũng không biết gọi cái màu này là màu gì nữa, nhưng mà metallic bóng bẩy khá là đẹp ha. Ok, hai cái bình năng lượng ở đằng sau, khỏi phải nói luôn, kim tuyến, bling bling luôn. Có đường ống dẫn màu trong suốt, giống như là đang truyền cà phê vô người vậy đó. Ê, tính ra em này hợp với mình nè, mình đam mê cà phê lắm các bạn. Không có là một ngày làm việc không được đâu. Đây nè, cái khu vực chỗ này nè, các bạn thấy mình nói đúng không? Nó, kiểu trông nó rất là sang nha. Một cái thương hiệu thời trang hoặc là đồ ăn thức uống gì đó, nhưng mà rất là năm sao nha. Dở phần mặt nạ kính trong suốt lên, chúng ta có phần mắt của em nó cũng là cái màu đó luôn. Cái màu mà mình chưa biết tên cụ thể. Quá là đẹp. Em nó có một cái mái tóc vàng. Chi tiết ở phía dưới bàn chân nè. Hot mark. Can it work? Mình có thể tưởng tượng được là cái phiên bản 1000% của em này mà được trưng trong một cái quán cà phê nào đó thì trông sẽ cực kỳ hợp và tuyệt vời luôn. Tiếp theo, pack thứ 7. Cái pack này sao mình có cảm giác nó nặng hơn vài gram nha các bạn. Không chắc là có cái gì bên trong. Hoặc là có thể là cái gói hút ẩm nó nặng hơn chăng. Vâng, xin giới thiệu với các bạn phiên bản Little Painter, cô họa sĩ nhỏ, Molly. Ok. Nếu như mà mình không lầm thì đây chính là cái phiên bản dựa theo cái ý tưởng đầu tiên nhất của dòng Molly nha các bạn. Đấy,
Hồi đó thì dòng Molly được Kenny Wong cho ra mắt với cái concept là Molly the Painter. Chính xác là vào khoảng thời gian 2007. Có một cái fun fact là studio của nghệ sĩ Kenny Wong trước cái thời kỳ Molly thì là thường đi theo một cái phong cách ngầu, có phần hơi dị dị, kiểu nó rất là hip hop và street, cho đến khi Kenny Wong và team quyết định là ok sẽ đánh theo một cái phong cách dễ thương cho ra đời dòng Molly. Nhưng mà cũng chưa có thành công liền đâu các bạn, bởi vì 2 năm đầu tiên khi mà Molly ra đời á cũng khá là ít người biết đến và không ai quan tâm lắm. Và rồi mọi chuyện bắt đầu khởi sắc lên kể từ cái series Molly Olympic, feature thiết kế của 12 Molly kiểu đang trong trang phục chơi thể thao, và bam, bắt đầu từ đó cái tên Kenny Wong, Kenny's Work, và Molly bắt đầu được giới hâm mộ art toy để ý hơn. Và ở đây chúng ta có một cái thiết kế tựa tựa theo cái phiên bản gốc đầu tiên nhất của Molly the Painter, với những cái tông màu pastel ở trên trang phục, có những cái vết sơn bắn khắp nơi ha, kiểu họa sĩ mà. Trên tay em nó cũng cầm một cái súng bắn sơn nha. Ok, có hai cái bình sơn đằng sau thì còn sạch nè. Và trong cả series thì chỉ có một mình em này có hai cái bên chi tiết, hai bên tai nè các bạn thấy không? Nó giống như là tai Mickey vậy đó. Nó hơi đặc biệt một chút xíu. Và mình thực sự thì cũng không hiểu lý do tại sao cho lắm. Có thể cái phần này nó có biểu tượng của cái búi tóc em nói chăng? Hoặc là bạn nào biết rõ về cái thiết kế này có thể comment ở bên dưới cho mình biết nha. Tiếp luôn với part kế cuối nè, part thứ 11. Ý quên, part thứ 8. Mình quên cứ quay cái kiểu mở 12 part rồi các bạn. What là? Đây là Emily vừa trở về từ hành tinh Candy, hành tinh kẹo ngọt. Ok, cho nên là em nó có một cái bộ suit không thể nào ngọt ngào hơn được nữa. Cho các bạn xem 360 độ của em nó. Quá là dễ thương luôn. Là phiên bản Candy cho nên là em nó có một cái tông màu chủ đạo là tông màu kẹo. Yeah. Một cái nền trắng, tím hồng và xanh ngọc, được phủ một cái lớp bóng bậy của đường ở bên ngoài đó các bạn. Trời ơi, mình có thể tưởng tượng được em này mà 400% hay là 1000% thì phải gọi là lung linh, lấp lánh, lập lòe lè lói luôn. Siêu thích cái chi tiết ống dẫn đang xen giữa hai cái màu này. Ok, đế giày, metallic bạc. Đôi mắt của Molly trong phiên bản này cũng trùng với lại cái màu của cái nón đằng sau ha. Tím hồng, rất là đẹp luôn. Thế nào mới đầu thì mình nhìn hai em này, em Candy với lại em Instinct Toy cũng na ná nhau. Kiểu các bạn nhìn xa vậy nè ha. Đấy. Nhưng mà nhìn gần thì khác biệt rất là nhiều nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với part cuối cùng ở trong tập này. Đây sẽ là một cái part win-win. Có nghĩa là nếu như mở ra được phiên bản Secret thì hết chỗ chê. Còn nếu như mở ra được phiên bản bình thường mà trong chính em cũng rất là ok luôn các bạn ơi. Bởi vì em cuối cùng đó chính là kết hợp với lại thương hiệu SpongeBob SquarePants. Oh my gosh, một trong những nhân vật phi hoạt hình yêu thích và là tuổi thơ của mình luôn. Rồi, để xem duyên số sẽ đưa chúng ta sở hữu em nào nhé. Ok, không thấy thẻ nha. Đấy. Và nếu mà chỉ cần thấy một cái gì đó màu vàng là SpongeBob đó các bạn. Vàng thôi, bởi vì em SpongeBob em vàng khè là. Thấy, ui. Mới nói xong. Oh my gosh, cái ông này ông dễ thương. Fun fact cho các bạn đó là phiên bản 400 và 1000% của cái thiết kế SpongeBob chính thức được PopMart cho ra mắt vào tháng 7/2021. Cũng là một trong những mẫu thiết kế đầu tiên khai trương cho dòng Mega Space Molly này nha các bạn ơi. Yeah, có thể nói là không có gì phải cần diễn tả nhiều. Ý, mình quên lột hai cái wrap bảo vệ ni lông ở đây các bạn ơi. Chính thức bóc tem trước mắt cho các bạn xem 360 độ ha. Nói về SpongeBob thì chắc chắn là sẽ không thể nào thiếu được một cái tông vàng khè được. Không phải vàng bình thường các bạn ạ, vàng khè cơ. Chào các bạn, mình là Molly. Còn mình là SpongeBob. Yeah. Đây là thêm một cái ví dụ nữa mà cái thiết kế của cái nón này mình nói là ưng bụng đó. Một cái kết hợp thiết kế vừa rất là SpongeBob mà cũng vừa rất là Molly. Thích mốt nào, chừng mốt đó. Ok chưa? Tất nhiên, đầu và phần khớp của em nó cũng sẽ được xoay 360 độ. No problem. Tay cũng vậy luôn. Đấy. Close up kỹ hơn chút xíu về cái chi tiết cái suit bên dưới. Ta có một cái name tag màu đen, space, hoặc mát logo, các thứ không đổi ha. Một chi tiết siêu nhỏ ở đây, các bạn có thấy cái chỗ cái cổ áo của SpongeBob không? À, nó được split cái tam giác nhỏ xíu trên này nè. Đấy. Nó là cái cà vạt mà đi theo kèm như em nói luôn đó. Rồi cái quả quần ở bên dưới màu nâu, giày đen và cái vớ, oh my gosh, cái vớ huyền thoại của SpongeBob. Hai cái bình energy ở đằng sau và cái chi tiết ở đằng sau đầu. Wow, có logo của SpongeBob SquarePants luôn các bạn ơi. Úp, để mình zoom lại cho các bạn xem. Đó, rất là rõ ha. Nếu như các bạn nào có sưu tập art toy nhiều thì cũng sẽ biết cái hình tượng của em SpongeBob cũng đã từ rất lâu rồi và đang trở thành một cái hiện tượng pop art gần như là bất hủ luôn. Giống như là Pokemon hay là năm anh em siêu nhân hay gì đó các bạn. Thêm một chi tiết cuối cùng nằm ở đôi mắt của em Molly này. Các bạn có để ý đây là em duy nhất có đôi mắt long lanh không? Hey, đôi mắt của SpongeBob đó các bạn. Hey. Hey.
quá là đã. Ok các bạn ơi, và đây là Mega Space Molly, cũng là tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập hôm nay. Một lần nữa mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PopMic vì đã gửi tặng cho mình một collection thật tuyệt vời như thế này. Cơ mà các bạn ơi, mình nghĩ có lẽ là mình yêu mất rồi. Oh my gosh, mình yêu cái dòng này mất rồi các bạn ơi. Nếu như có thể thì các bạn hãy tiếp thêm động lực, bấm bả cái nút like, comment tất tần tật ở bên dưới để mình có thêm động lực và can đảm đến để tỏ tình với phiên bản 400% của những em Mega Space Molly. Và maybe có thể là 1000% luôn trong tương lai. Yep, thật sự là lâu lắm rồi mình mới có được một cái cảm giác mà gọi là hype về một cái dòng đồ chơi nào đó đến mức như vậy. Cơ mà cũng hơi lo lo các bạn ạ. Yêu mù quáng quá, nhiều khi viêm màng tối. Ok, thôi mọi chuyện đến sau đi. Bây giờ mình sẽ enjoy cái moment này. Và nếu như các bạn đã thích tập này thì hãy cho anh coi tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh sẽ trở lại trong những video thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.